Rồi, giới thiệu với hai em người cá nhí. Đây là bạn người cá mới đến, tên là Vi. Hôm nay hai em với bạn sẽ cùng tập bơi người cá chung với nhau được không nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ tập khởi động ha. Mấy em làm mẫu cho bạn xem được không? Đầu tiên làm như thế nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, bạn này làm tốt quá nè. Mới làm cái là được liền. Giỏi quá, bạn Minh làm thử coi. Trời ơi, như con sâu róm vậy đó. Không được, không được. Nè, giống chị hai được nè. Động tác thứ nhất nè, hả miệng ra hết thôi bà. Khủy gói xuống, nâng eo lên, ưỡn ngực, đưa người trở lại vị trí ban đầu. Rồi thở ra bằng mũi. Là lúc mình làm là mình nín thở nha bạn Vi nha. Rồi mấy em làm như thế 10 lần. Đó, tốt. Tập như vậy để hồi xuống nước mình bơi, mình cũng sẽ bơi giống như vậy đó em ơi. Bạn này là bơi về kỳ quá nè. Rồi, các bạn cùng nhau hả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, nín thở, nâng đuôi lên ngang mặt nước, nhấn gót chân xuống nước, tạo ra hai lốc xoáy bay đi trong nước, thở nhẹ ra bằng mũi, xong rồi nâng đuôi lên tiếp, hả miệng ra, hít hơi vào. Cứ làm như vậy 10 lần, ai làm tốt Tion sẽ hướng dẫn đến bài tiếp theo. Ai làm không tốt, ok. Rồi các bạn cùng nhau tập khởi động kết hợp thở dưới đuôi cá nào. 1, 2, 3 bắt đầu 10 lần nha. Lấy hai tay chống lên thành hộ, hít hơi vào, ngã người ra phía sau, đúng rồi, nâng đuôi lên, rồi lắc đuôi xuống, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi, rồi thả miệng ra, hít hơi vào, nâng đuôi lên, đúng rồi các em, tốt quá, giỏi. Rồi tiếp nữa, 8 lần nữa. 1, 2, 3 bắt đầu. Giỏi quá vậy ta. Thấy nặng quá không? Đúng không? Khó đúng không? Mà cố gắng tập gì đi. Mấy em đang gần đến cảm giác khi đang bơi trong nước rồi đó. Bơi trong nước nó cũng sẽ nặng như vậy á. Nên hít hơi vào cho đủ hơi để cái người nó dễ nổi lên. Rồi. Nà, từ xếp. 1, 2, 3 bắt đầu làm lại nào.